Lan Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên tin tức 24h TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, cho bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Thủy Tiên trách người miền Trung vô ơn hẹp hòi đã đi cứu trợ giúp bao người mà vẫn bị trình đơn khởi kiện. Thủy Tiên bị khôi bằng chứng từng phản ứng gay gắt, thái độ thách thức khi bị yêu cầu minh bạch. Lý lịch bất hảo của đối tượng tức đoạt tính mạng của bố mẹ và em gái ở Bắc Giang. Cao Bằng triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh, đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc bán con. Khởi tố ba lái xe của quản lý thị trường Bình Định sử dụng vé thu phí đường bộ giả. Chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng, nữ chủ hội ở Trà Vinh lãnh án 10 năm tù. Bắt giữ ba đối tượng hack Facebook lừa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Sự phạt đối tượng tuyên truyền pháp luân công trái phép ở tuyên quang. Sau đây mời quý vị các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thủy Tiên trách người miền trung vô ơn hẹp hòi, đã đi cứu trợ giúp bao người mà vẫn bị trình đơn khởi kiện. Câu nói gây tranh cãi của Thủy Tiên rằng người miền trung ích kỷ hẹp hòi, cứu rồi vẫn khởi động đơn kiện, tôi sẽ không bao giờ đi xa từ thiện nữa. Những người mà nữ ca sĩ coi là thân quen ruột thịt. Lại nghĩ cô ấy ăn chặn tiền từ thiện Điều này làm cho Thủy Tiên đau lòng Đúng là khi mới gặp gỡ ai là bạn Ai là thù Tích cực hoạt động thiện nguyện trong nhiều năm qua Nhưng thời gian gần đây Thủy Tiên bị bà phương hằng Và không ít khán giả yêu cầu sau kê từ thiện Có lẽ trong cuộc đời làm từ thiện của mình Chưa bao giờ nữ ca sĩ lại rơi vào hoàn cảnh Khiến người ta nghi ngờ như thế Cô ấy cũng quyết định làm rõ Phủ nhận chuyện ăn chặn tiền Do không kiềm chế được cảm xúc Thủy Tiên đã khóc trong buổi livestream và ông xã đã thay cô giải thích mọi công việc. Sau buổi livestream toàn nước mắt đó, mới đây bà xã Công Vinh tiếp tục chia sẻ trên trang cá nhân tài khoản về việc người thân nghi ngờ ăn chặn tiền từ thiện. Thủy Tiên đau lòng khi những người mình coi là ruột thịt mà không tin vào những nick mình ảo, bị đặt. Thủy Tiên chia sẻ, mình cứ nghĩ bạn bè, người thân quen, người hâm mộ, ruột, thậm chí những người họ hàng là những người hiểu và thương mình nhất sau những người dẫn dắt cắt ghép ra sự thật, chỉ từ những nick ảo vô danh trên mạng được chia sẻ. Họ tin mình ăn chặn thiệt luôn, phải chi là người ngoài xa lạ chả quen biết nhau bao giờ vì mình không đau lòng. Dù yêu thương thân thiết như thế nào cũng không bằng vài lời của nick vô danh trên mạng xã hội, còn đáng tin hơn người thân thương. Thủy Tiên đau lòng nói, cuộc đời con người ta phải trải qua những lần như thế để nhìn vào ánh hồng tràn. Lúc mới quen, ai là bạn, ai là thù, thật sự mong muốn dịch bệnh qua nhanh cho vợ chồng Thủy Tiên có thể chứng minh sự sạch sẽ của mình, để không ai nghi ngờ là cả hai ăn chặn tiền từ thiện nữa. Hy vọng Thủy Tiên sẽ chứng minh được sự sạch sẽ của mình để không bị người khác nghi ngờ. Thủy Tiên bị khui bằng chứng từng phản ứng gay gắt, thái độ thách thức khi bị yêu cầu minh bạch. Thủy Tiên công vinh vướng ồn ào về từ thiện xuyên suốt gần một năm qua, Thời gian này, câu chuyện càng trở nên nóng hơn khi Bộ Công an vào cuộc ra soát xác minh hoạt động cứu trợ của nữ ca sĩ tại miền Trung năm 2020. Người trong cuộc hạn chế chia sẻ với báo chí, dư luận thì mong ngóng kết luận điều tra cuối cùng. Trong tình hình đó, dân mạng liên tục khui lại clip hình ảnh lẫn phát ngôn cũ của cặp đôi để bàn luận. Vừa qua, ảnh chụp bình luận năm 2020 của Thủy Tiên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người không hài lòng với thái độ của cô khi bị yêu cầu minh bạch quá trình làm từ thiện. Cụ thể, một người vừa nhắc nhở bà xã Công Vinh. Chị ơi, chị nhận tiền mạnh thường quân đi ủng hộ để được tiếng thơm trên tiền của người khác. Phiền chị chụp rõ đồng tiền sau kê số tiền 150 tỷ mà chị nhận được. Sau đó là hỗ trợ hết bao nhiêu. Chị đừng nói chuyện mập mờ như thế. Bây giờ chính sách còn bao nhiêu, mong chị kê khai cụ thể để tránh thiên hạ nói chị ăn chặn mà mang tiếng chị lắm. Tiền bạc phân minh chị nha, chứ đừng nói lời lẽ cho qua. 150 tỷ, không phải 150 triệu đâu ạ. Nó khác xa nhau lắm. Bức xúc vì lời nhắc nhở này, Thủy Tiên ngay lập tức trả lời gay gắt. Cô nàng còn thách thức ngược đối với đối phương đi làm cùng mình để trải nghiệm, xem việc từ thiện có đơn giản hay không. Hai lần tới em đi cùng chị thử một tuần cho biết đi, cho em cầm tiền phát luôn, chị chỉ giám sát thôi, để thấy thơm hay không nè. Em đi không? Tuần tới chị búc vé cho em đi cùng. Cho chị chứng minh nhân dân để búc vé cho em nha. Thái độ của Thủy Tiên vấp phải những phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng nếu ngay thời điểm đó, nữ ca sĩ công khai minh bạch hẳn sẽ không dẫn đến câu chuyện dùm beng như bây giờ. Hiện tại dư luận chỉ biết chờ kết quả điều tra từ cơ quan chức năng. Nếu thực sự Thủy Tiên và Công Vinh trong sạch sẽ được trả lại danh dự. Và ngược lại nếu có khuất tất thì khó tránh việc bị xử lý theo quy định của pháp luật. Lý lịch bất hảo của đối tượng tức đoạt tính mạng của bố mẹ và em gái ở Bắc Giang. Chính quyền địa phương cho biết Trần Văn Hiếu sinh ra trong một gia đình có 6 anh em. Hiếu là con cả, tiếp sau là chị Trần Thị Thảo, một trong ba nạn nhân vừa bị thiệt mạng. Tiếp theo đó là các em gái, em trai. Trừ chị Thảo đang bị bệnh ở với bố mẹ thì tất cả đều đã có gia đình và ở riêng. Chưa học hết trung học phổ thông, Trần Văn Hiếu đi làm tự do. 18 tuổi Hiếu nhập ngũ ở tỉnh Lạng Sơn. Bố vốn là công chức, mẹ làm nông nghiệp, gia đình chất phác. Lúc còn nhỏ, bà con hàng xóm chưa thấy Hiếu ngỗ nghịch hay học theo đua đòi. Xuất ngũ đối tượng Hiếu đi làm ăn xa phiêu bạt khắp nơi, ít khi về nhà. Bởi vậy người làng, người xã chẳng có dịp gặp gỡ hay trò chuyện. Hiếu lập gia đình với một người phụ nữ ở tỉnh Lạng Sơn và có hai con, một trai một gái, cùng làm ăn sinh sống ở quê vợ. Khoảng 7 năm trước, đối tượng Hiếu bị kết án tù giam về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân không ai khác chính là người vợ đầu gối tay ấp với Hiếu. Vợ chồng Hiếu có mâu thuẫn. Trong lúc xung đột, đối tượng dùng dao chém vợ khiến người phụ nữ này bị thương nặng. Hiện hai người đã ly dị. Một trong hai người con chung được bố đẻ của Hiếu đón về nuôi dưỡng chăm sóc. Từ khi mãn hạn tù trở về địa phương ngày 13 tháng 10, đến nay đối tượng ở nhà hầu như không giao lưu với ai nên chẳng mấy người trông thấy mặt. Cách đây ít ngày, khi cán bộ ban quản lý thôn Tuấn Mỹ đến gia đình để kiểm tra, xét đề nghị hộ nghèo cho đối tượng Hiếu, thì ông luật thông tin về việc con trai có những biểu hiện tâm lý bất ổn. Chiều ngày 22 tháng 10, Công an huyện Lạng Giang nhận được tin báo xảy ra án mạng tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tấn Thanh. Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể ông Trần Đình Luật, sinh năm 49, bà Bùi Thị Thoa, sinh năm 49 và chị Trần Thị Thảo, sinh năm 76, tử vong tại sân nhà qua nắm bắt thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Trần Văn Hiếu sinh năm 74 là nghi phạm. Sự việc xảy ra từ khoảng 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10. căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan công an đã ra thông báo truy tìm đối tượng gây án Trần Văn Hiếu bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream bị kiểm soát 98H52868. Lúc đi nghi phạm đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vẻ kẻ trắng. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh mà người dân cung cấp, khoảng 14 giờ 7 phút ngày 22 tháng 10, đối tượng đã di chuyển qua khu vực xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Theo lãnh đạo công an tỉnh, đơn vị đã huy động lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố Bắc Giang để truy bắt đối tượng. Ngoài ra tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị lực lượng công an các địa phương lân cận hỗ trợ truy tìm. Cao bằng triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh, đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc bán con. Ngày 22 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Thị Loan, 46 tuổi, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Nguyễn Thị Mận, 38 tuổi, trú tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Trước đó vào ngày 11 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng kiểm tra nhà nghỉ tại khu vực bến xe khách Liên Tỉnh thuộc tổ 10 phường Đề Thám, phát hiện Nguyễn Thị Mận cùng 3 người phụ nữ khác, một trẻ sơ sinh, có nhiều biểu hiện nghi vấn, thực hiện hành vi mua bán người. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Mận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ba phụ nữ kể trên khai, di chuyển từ các tỉnh Lâm Đồng, Nam Định và Lạng Sơn đến Cao Bằng để gặp Nguyễn Thị Mận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bán con. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác định từ đầu năm 2021 Trần Thị Loan đã có hành vi chỉ đạo, hướng dẫn một số phụ nữ đang mang thai di chuyển từ các tỉnh thành đến thành phố Cao Bằng để giao cho Nguyễn Thị Mận đưa các nạn nhân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bán con. Ngoài ra Mận còn nhận đón thêm một số phụ nữ theo sự chỉ dẫn của các đối tượng khác cũng với mục đích tương tự. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã truy bắt đối tượng Trần Thị Loan. Qua khám xét nhà riêng của Loan tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện thêm hai phụ nữ, hai trẻ em và một phụ nữ đang mang thai. Vụ việc đang được Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các địa phương phối hợp mở rộng điều tra. Khởi tố ba lái xe của Quản lý Thị trường Bình Định Sử dụng vé thu phí đường bộ giả Vị kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định vừa xác nhận phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Ngô Vũ Luân, 36 tuổi, Lê Quốc vệ 37 tuổi, Lê Thành Trung 35 tuổi đều là nhân viên hợp đồng lái xe của Cục Quản lý thị trường Bình Định vì hành vi nêu trên. Theo thông tin, từ năm 2019 đến 2021, cả 3 nhân viên lái xe trên đã sử dụng các vé thu phí đường bộ giả để đi qua các trạm thu phí Nam Bắc Bình Định. Các nhân viên này đã sử dụng các vé trên cho các ô tô của Cục Quản lý thị trường Bình Định, gồm xe ô tô biển kiểm soát 77A 00304 và hai xe của đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường Bình Định có biển kiểm soát 77A-00489 và 77A-00146 để lưu thông qua các trạm thu phí nhằm không phải trả phí đường bộ. Riêng xe ô tô biển kiểm soát 77A-00304 để phục vụ lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Bình Định đã được các nhân viên này làm giả thẻ công vụ từ năm 2018. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng, nữ chủ hội ở Trà Vinh lãnh án 10 năm tù. Ngày 22 tháng 10, tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan Phương, 43 tuổi, ngụ tại ấp 8A, xã An Trường, huyện Càng Long, Trà Vinh 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng từ năm 2008, Phương đứng ra làm đầu thảo tổ chức cho người dân địa phương chơi hội để hưởng tiền huy hồng. Lúc đầu các dây hội có giá trị rẻ từ 200 đến 1 triệu đồng. Năm 2013, một số hội viên hốt hội nợ số tiền 190 triệu đồng nhưng không đóng nên Phương đã hốt nhiều phần hội và vay tiền bên ngoài để choang hội. Đến năm 2014, bị cáo Phương đã mở thêm nhiều dây hội mùa, hụi tháng có giá trị từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng. Để có tiền choang hụi và tiêu xài cá nhân, Phương đã lập khống danh sách hội viên, tự ý lấy tên hội viên hốt hụi. Cụ thể, Phương kể tên khống 223 phần, rồi hốt 196 phần, tự ý lấy tên hội viên hốt 70 phần và bán khống một phần hội. Qua đó, Phương chiếm đoạt tổng cộng gần 2 tỷ đồng của hội viên. Đến ngày 10 tháng 4 năm 2019, Phương tuyên bố vỡ hội. Thời điểm này còn 32 giây hội chưa kết thúc. Bắt giữ 3 đối tượng hack Facebook lừa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ngày 23 tháng 10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố đối với ba bị can Nguyễn Nhật Phương, 22 tuổi, Đỗ Trí Hiếu, 30 tuổi, Trần Minh Nhật, 25 tuổi, cùng chú tại Quảng Trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin ban đầu ngày 23 tháng 6, Phương lên mạng xã hội Facebook và hội nhóm người Việt ở nước ngoài tìm kiếm tài khoản Facebook của những người có nhiều lượt theo dõi và có kinh tế khá. Phương tìm thấy Facebook tên Phượng Nguyễn rồi dùng các thủ thuật chiếm quyền truy cập vào tài khoản Facebook này. Ngày 24 tháng 6, phương rủ Trần Minh Nhật cùng sử dụng tài khoản Phượng Nguyễn nhắn tin cho chị U 42 tuổi ở tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh về việc mình sẽ trả nợ số tiền hơn 5,2 triệu đồng, yêu cầu chị này đăng nhập vào một đường link cùng các các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của chị này. Khi đã có đầy đủ các thông tin Phương hỏi Nhật có số tài khoản nào để rửa tiền lừa đảo hay không. Vào lúc này thì Nhật đã gọi điện cho độ trì Hiếu lấy thông tin của 4 số tài khoản ngân hàng mà Hiếu mua được trước đó để cung cấp lại cho Phương. Phương hướng dẫn chị này nhấn chọn một ngân hàng, nhập mật khẩu đăng nhập, sau đó gửi mã OTP cho người này để được nhận tiền. Sau đó chị U nhận được tin nhắn từ ứng dụng Smart Banking của ngân hàng là tài khoản của chị bị trừ hai lần liên tiếp, chuyển tiền đến hai số tài khoản ngân hàng tổng số 430 triệu đồng. Lúc này, chị U gọi điện cho chủ Facebook Phượng Nguyễn ở Mỹ thì mới biết tài khoản người này đã bị chiếm đoạt. Hiện vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kỳ Anh hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Sử phạt đối tượng tuyên truyền pháp luân công trái phép ở Tuyên Quang Công an huyện Sơn Dương Tuyên Quang vừa ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với một phụ nữ vì có hành vi tàng trữ phát tán tài liệu trái phép về pháp luân công. Bà Hát sinh năm 58, trú tại thị trấn Sơn Dương, bị xử phạt vì hành vi tàng trữ, phát hành, xuất bản. Những sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, tài liệu, thể hiện nguồn gốc hợp pháp, số lượng từ 100 bản đến dưới 300 bản đối với từng tên xuất bản phẩm, với mức phạt tiền 12,5 triệu đồng. Trước đó, ngày 20 tháng 8, Công an huyện Sơn Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về bà này đã có hành vi giới thiệu, phát tán các ấn bản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, nội dung tuyên truyền về pháp luân công, cho 3 người bán hàng tại khu vực chợ Sơn Dương, chợ Triều thuộc tổ dân phố cơ Qua thị trấn Sơn Dương. Sau đó, cơ quan công an đã vận động người nhà bà Hát tự nguyện giao nộp toàn bộ tài liệu, đồ vật có nội dung về pháp luân công mà bà Hát tàng trữ tại nhà. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận thức rõ về bản chất của pháp luân công, không tham gia, không tin theo các luận điệu tuyên truyền của các đối tượng pháp luân công. Nếu phát hiện hoạt động phát tán tài liệu tuyên truyền lôi kéo tụ tập đông người theo pháp luân công, cần báo ngay chính quyền hoặc cơ quan công an gần nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức 24 giờ TV. Lan Hương xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.